Hello everyone, welcome back to this video. We are going to learn lesson 3 and lesson 4, unit 1, my classroom. Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau để tiếp tục với bài học lesson 3 và lesson 4, unit 1, my classroom, trong chương trình sách giáo khoa Explore World 3. Ở lesson 1 và lesson 2, chúng ta đã được làm quen với các đồ dùng học tập rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau triển khai mẫu câu để diễn tả xem mình có đồ dùng học tập gì. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ngước lên màn hình. Chúng ta hãy quan sát xem ở trên màn hình của chúng ta có hai nhân vật. Đó là bạn Eddie và bạn Polly. Và trên tay hai bạn này đang cầm một đồ dùng học tập. Bạn Eddie, bạn ấy đang cầm một cái bút chì, à một cái bút sáp, crayon. Còn trên tay bạn Polly là một chiếc bút chì, pencil. Vậy thì hai bạn, các bạn ấy giới thiệu cái đồ dùng mà mình đang có như thế nào. Thì xin mời các em hãy hướng lên màn hình và chúng ta hãy lắng nghe xem các bạn ấy diễn tả về cái đồ dùng mình học tập mình đang có như thế nào nhé. I have a crayon. I have a pencil. Okay, listen again. Chúng ta cùng nghe lại. I have a crayon. I have a crayon. I have a pencil. I have a pencil. Hai bạn này, các bạn ấy cùng sử dụng một mẫu câu để diễn tả cái thứ mà mình đang cầm trên tay. Và các em hãy cho cô biết xem là cái đặc điểm chung của hai câu này là gì. À, chúng ta hãy quan sát cái dòng chữ in đậm ấy. Các bạn ấy đều sử dụng câu I have a cộng với cái đồ dùng đang ở trên tay mình để diễn tả xem mình có đồ dùng, có mình đang cầm cái gì. Ok, vậy thì chúng ta hãy rút ra một cái mẫu câu là gì nhỉ? Để diễn tả một cái đồ dùng học tập mình đang có, chúng ta hãy nói I have cộng với đồ dùng học tập. Ok, ví dụ nha, tôi có một cái bút chì nào. I have a pencil. Tôi có một cái bút bi. I have a pen. Tôi có một cái bút sáp. I have a crayon. Tôi có một chiếc máy tính. I have a computer. Hoặc là tôi có một cái đồng hồ chẳng hạn. I have a clock. Ok, các em đã rõ về cái mẫu câu để diễn tả mình đang có được rồi, học tập gì chưa nhỉ? Ok, good job. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang bài số 2. Đây là dạng bài look, listen and number. Nhìn, nghe và đánh số. Đây là một dạng bài nghe. Vậy thì cách làm bài nghe này như thế nào? Các em hãy nghe và đánh số vào các ô tròn tròn ở bên dưới mỗi bức tranh này này, tương ứng với các câu lệnh người ta đọc. 1, 2, 3. Nếu như người ta đọc 1 là cái đồng hồ chẳng hạn, thì chúng ta hãy đánh số 1 vào cái đồng hồ. Nếu 1 rơi vào cái bản đồ thì chúng ta hãy đánh số 1 vào cái bản đồ. Các em rõ chưa? Nào, nghe và đánh số nào. And now, I will turn on. Then I will turn on the CD and you listen and number. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nhé. Activity 2. Look, listen and number. Number 1. I have a clock. Number 2. I have a computer. Number 3. I have a map. Now listen again. Activity 2. Look, listen, and number. Number 1. I have a clock. Number 2. I have a computer. Number 3. I have a map. Okay. Have you finished? Các em đã hoàn thành xong chưa nhỉ? Now it's time for check. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Cô sẽ ngắt lại từng câu và các em hãy nhắc lại những cái câu đó, những câu mà trong băng người ta nói. Activity 2. Look,
Listen and number. Number one. Number one. Chúng ta hãy nghe kỹ number one là gì nào. I have a clock. I have a clock. Clock. À vậy clock chúng ta đã học ở lesson 1 rồi. Clock chính là chiếc đồng hồ. Chúng ta sẽ đánh số 1 vào vị trí này. Neck. Number 2. I have a computer. Number 2. I have a computer. The computer cũng là một từ vựng mà chúng ta học trong lesson 1. Đó chính là chiếc máy tính. Yeah. Computer. Now the last one, number 3. Number 3. I have a map. I have a map. I have a map. Map chính là cái bản đồ. Okay, now we check together. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án với nhau nhé. Okay, that's all about activity 2, look, listen, and number. We move to lesson 3. Activity 3, draw and say. Draw and say. Vẽ và nói. Bây giờ nhiệm vụ của bài này chúng ta là gì nhỉ? Chúng ta hãy vẽ các đồ dùng học tập. Và chúng ta sẽ giới thiệu bằng mẫu câu I have a cộng với cái đồ dùng học tập mình đang nói đấy. Ví dụ bây giờ cô muốn vẽ một cái bút chẳng hạn. Chẳng hạn như bạn này này, bạn đang vẽ một cái bút và bạn ấy nói là I have a pen. Bây giờ cô vẽ một cái máy tính và cô sẽ nói là I have a computer. Nhưng mà trong bài này cô muốn chúng ta nâng cao hơn một chút nữa là ngoài các câu giới thiệu mình đang có cái gì, cô muốn chúng ta giới thiệu luôn màu sắc của nó. Chúng ta hãy sử dụng mẫu câu nhé. I have a cộng với một cái đồ dùng học tập. Sau đó chúng ta sẽ giới thiệu luôn cái màu sắc của nó. Is a pink chẳng hạn. Nó màu hồng. Bây giờ cô sẽ thay thế bằng vị trí này nhé. Sorry. Cái này sẽ là màu sắc. Bây giờ chúng ta sẽ làm nào. Cô có một cái cô có một cái đồng hồ nó màu hồng đi. I have a clock. Đấy, chúng ta đã được cái clock ở vị trí đầu tiên. Tiếp, it's pink. Ok. Nào, cô sẽ lấy một cái ví dụ số 2. Cô có một cái cô sẽ có một cái máy tính đi. I have a computer. It's red. Đó, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta hãy vẽ các đồ dùng học tập mà mình có. Sau đó các bạn, các em hãy sử dụng mẫu câu I have a cộng với đồ dùng học tập is tương ứng với màu sắc mà nó có để giới thiệu nhé. Chúng ta hãy mô tả, chúng ta hãy vẽ bức tranh. Bức tranh của chúng ta như thế nào, màu gì, chúng ta hãy tả như thế. Và các em hãy vận dụng những cái mẫu câu đó, những cái bức tranh đó để luyện nói về cái bài tập ngày hôm nay nhé. Ok, đó chính là lesson 3. Đó chính là activity 3. Bây giờ cô muốn chúng ta chuyển sang lesson 4. Lesson 4 là một cái mẫu câu đơn giản. Ở lesson 3 chúng ta giới thiệu chúng ta có cái gì. Bây giờ sang lesson 3 chúng ta giới thiệu rằng chúng ta có cái gì và nó màu gì. Khi sang lesson 4 chúng ta sẽ giới thiệu xem. Chúng ta không phải giới thiệu mà chúng ta nhìn thấy một đồ vật và chúng ta không biết nó là cái gì. Lúc đấy chúng ta sẽ đưa ra cái thắc mắc là gì. Đó là cái gì vậy? Và chúng ta trả lời is a để xác nhận cái đồ dùng học tập đó.
chúng ta hãy cùng quan sát màn hình để xem đoạn hội thoại giữa hai bạn Eddie và bạn Mia. This is Eddie. Eddie has a pencil. And this is Mia. What is it? It's a pencil. Yes. Bạn Eddie, bạn ấy cầm một cái pencil và bạn mới hỏi bạn Mia, what is this? What is it? Bạn Mia, bạn trả lời, it's a pencil. Các em hãy lưu ý, các em hãy chú ý cái chữ in đậm này này. Đây chính là mẫu câu của chúng ta đấy. Nào, khi thắc mắc một cái thứ mà mình không biết, chúng ta sẽ hỏi, what is it? Và người trả lời sẽ đưa ra là, it's a, để xác nhận cái đầu dòng học tập đó. Ví dụ trong trường hợp này, bạn ấy cầm cái bút chì và bạn hỏi bạn Mia, what is it? Và Mia trả lời, it's a pencil. Hoặc là cô cầm một cái tờ giấy chẳng hạn, cô hỏi bạn là, what is it? It's paper. What is it? It's a computer. Ok, đó chính là mẫu câu của bài hôm nay. Chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2 của chúng ta là dạng bài nghe look, listen and circle. Chúng ta hãy nghe vào khoanh và đáp án đúng. Yeah, there are two things in this picture. In picture A, there is a pencil and there is a pen in picture B. Có một cái bút chì ở bức tranh A. Đúng nha, và có một cái bút mực ở bức tranh B. Và chúng ta nghe xem nhé. Trong cái đoạn hội thoại này, người ta nhắc đến đồ dùng học tập nào. Number one. What is it? It's a pencil. What is this? It's a pencil. Okay. Pencil. Bài này người ta sẽ yêu cầu chúng ta check luôn. Hey, awesome. Người ta yêu cầu chúng ta trích luôn nên cô sẽ trích luôn từng câu một. Number two. What is it? What is this? It's a clock. Clock. Clock chính là bức tranh B. Picture B. Number three. What is it? It's a computer. What is this? It's a computer. Computer. Yeah, it's a computer. Number four. What is it? Number four. What is this? It's a crayon. It's a crayon. Các ta đọc rất là nhanh nhá. Các em nghe lại nhá. Number four. What is it? It's a crayon. It's crayon. Yes. A crayon. Đó chính là đáp án của chúng ta. Ok, bài số 3. Look, ask and answer. Bài này chúng ta sẽ vận dụng mẫu câu hỏi what is this? Và trở này is a cộng với cái đồ dùng học tập mà chúng ta nhìn thấy nó nấp ló ở trong mỗi cái zig zag ấy kìa. Ok. Các em hãy quan sát trên màn hình và trả lời cho cô nhé. Ok. Quan sát theo con trò chuột nào. What is this? It's a crayon. Yeah, very good. Picture number two. What is this? It's a paper. Yeah. Number three, what is this? It's a clock. Number four, what is this? It's a pen. It is a pen. Đó, đây là chúng ta tập. Đấy là nội dung của bài số 3. Các em hãy thực hành với bạn của mình nhé. Một bạn hỏi và một bạn sẽ trả lời. Tương ứng với từng bức tranh mà chúng ta sẽ chỉ cho bạn trả lời. Yeah, that's all about all the contents we have learned in lesson 3 and lesson 4, unit 1. Okay. And I hope that
My video will help you learn better at home. Đó là toàn bộ những cái nội dung kiến thức của Lesson 3, Lesson 4 trong chương trình Unit 1. Cô hy vọng rằng cái video này sẽ giúp chúng ta học tốt hơn và sẽ làm cái tài liệu hữu ích để chúng ta ôn lại kiến thức chúng ta học trên lớp ở nhà. Ok, that's all. Goodbye, see you later.